tôi làm cái nghề này cũng được 12 năm rồi. Lúc đầu thì mình làm ít, làm số lượng khoảng 20-30 con này đó. Nhưng sau này mình làm càng ngày thị trường càng phát triển mạnh thì mình làm cái lượng nó tăng lên. Thì nhằm lúc cao điểm cũng cỡ 150-200 con. Thì bước đầu là mình đi chọn những con cua gạch gạch rất đầy, rất chất lượng và trọng lượng khoảng từ 400 tới nửa ký. Sau khi mình bắt cua gạch gì chất lượng rồi thì mình tiến hành cột mắt và mình bỏ vô thùng, mình chạy oxy. Giờ mình cho ăn hàng ngày, theo dõi tới ngày gần đẻ có dấu hiệu đó, mình nhìn dấu hiệu nó đẻ rồi thì mình vệ sinh kỹ lưỡng, thuốc diệt nấm này kia là mình bỏ vô cát cho từ nó đẻ. Rồi đẻ một ngày hai ngày gì đó là mình có thể bán ra thị trường. Thì mình nuôi trong vòng khoảng 10 ngày, 15 ngày, có thể 20 ngày là cua đẻ đều đặn. Sau lợi nhuận thì có thể một con mình lời khoảng từ 900 tới 1 triệu. Bán có thể bán thị trường ở huyện Nam Căn này, rồi Đầm Dơi, Gành Hào, Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre.